Bà chứ mua dừa mấy bà mua dừa vỏ không à, dừa nặng mới ruột mới nhiều. Xin nhỏ 8.000 anh. Lấy nhỏ đi mới ngọt thôi, đừng có hai mà lấy nặng. Rồi không sao đâu. Không, không đổ nước. Đây xem luôn á. Dạ dạ. Khó. À, xong rồi quẹo màu ăn thám bên tay trái. Quẹo chừng mấy cân á, tối cà phê coffee house á. Coffee house á. Coffee house được không quà hả? Ờ, có màu ăn thám. Hoàng Hoa Thám. Ủa vậy đâu? Anh đến ngã tư Hoàng Hoa Thám, anh quẹo trái. Đúng rồi, quẹo trái đang còn vừa còn thám gì vậy? Quẹo trái, cuối qua đường cầu Hoàng Hoa Thám, quẹo trái. Ngồi có nái cậu Dương hay đâu? Ngồi lên xe đi coi máy rồi cậu Dương. Qua bên kia là làm á. Cái này lên cho nó bị mất không? Cái này đâu có đổ gì đâu. Chặt cho em trái nữa đi anh. Rồi để đưa qua đó anh điện rồi là chỉ đường đi qua. Em nhắn tin địa chỉ cho. Nhớ nha. Chào chào em. Đẹp đẹp đó. Rồi. Chặt này bao nhiêu năm rồi anh? Làm cho em cái này luôn đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ biết biết. Cho lo tới dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Tấu. Rồi cho em trái đó luôn đi, trái đó. Rồi chặt dừa. Ăn dừa. Ấy. Có rồi mua về tốt rồi. Ừ.
Dạ. Dạ dạ. Dạ. Gặp mấy luôn cô. Còn có ngày nữa.